30 tới thùi quay đưa lên YouTube coi liền á. Đưa lên YouTube luôn. Giáo khóc dịch. Học. Thì nào mình có làm một lượt rần rần á, chắc nó mới giật mình. Chắc là xuống đi lại hù. Không là nó nhìn, nó nhìn nhiều người quá, nó nhìn. Ừ. Bữa nay cho ăn gì hả Diều Hoàng? Trời ơi. Có tiếp chay cơ. Có bao nhiêu đây thôi à. Ê, hả? Diều Hoàng có bao nhiêu, chung có gì đó. Ủa nhiêu đây là cái gì? Có đồ chai không? Không, như thế có tầm khỏe gì vậy? Thôi, hơi bữa nay sáng giờ qua ăn đồ ăn chua, thủ chua, sao tiền chết cha không? Ai hello cô Phát, khỏe không cô Phát? Ơi, khỏe. Có một con ngon lành không? Dạ. Có ba tử hả? Ba đâu, ba tử ba đâu. Ba tử phá lâu. Đó là phá lâu hơn chứ gì. Nên tháng 6 này cậu về đi về bển rồi nha. Tháng 6 hả? Ừ, tháng 6 là về được 10 ngày á. Dạ. Dạ. À, hè khoảng chừng tháng 7 tháng 8 gì á vậy Ly. Dạ. Qua cũng cũng khoảng tháng 8. Một bảo lãnh má mùa đông quá. Dạ. À, mùa đông quá cho biết. Tại thằng nhóc nó thôi nôi giờ tháng 9. À. Dạ. Thì bảo lãnh tháng 9 đi, tháng 9 qua cái tháng 10 tháng 11 là tuyết rơi rồi. Hello, bữa nay thấy nhiều người quá hả? Thấy con. Hello Tuấn mới. Khỏe không Tuấn mới? Nô no, không khỏe hả? À? Sao vậy? Bà Tư khỏe không bà Tư? Khỏe hả? À, bữa nay ngồi chơi lô tô nổi không? Không nổi hả? À, bữa nay dạng quá đi hả? Đi. Hả? Hết rồi. Nhìn thấy màu mẹ nhìn quá trời. Ủa sư mối, ủa này sinh nhật đúng ngày luôn không? Đúng luôn hả? Vậy hả? Nhìn nó dữ vậy con? Hả? Sợ cái miệng kìa. Anh đi xong lấy cái nón đội vô nó thử đi. Nón của em đâu rồi Philip? Nón em đâu Philip? Con lấy nón em đâu? Em Philip đội té rồi. Hôm nay tóc dài dữ vậy? Em thôi. Hồi đúng rồi. Con là lít vậy. Đây nè, quay coi. Đấy, ngầu biết ta. Hả? Đẹp quá vậy? Làm gì miệng con vậy? Hả? Bậm vậy hoài á. Mới cái nhà này. Clip. Trời ơi, này tóc dài thòn vậy? Hả? Hả? Tóc này dài thòn vậy? Hả? Để dài nữa hả? Hả? Dài như thế nào? Dài thòn lòn luôn hả? Tới đâu? Tới đâu? Đây hả? Kêu chị Ly đẻ đứa đi, má mì ở nhà má mì giữ luôn.
Rồi hổng có ba. Hổng có tư. Hả còn kêu viện có quầy cho cô hai không? Con chờ 2 tiếng nữa tại con mới đi ca ca xong mà. Ủa đi rồi hả? Đâu có quầy liền được đâu. Ngậm cái môi đó rồi.